Sự thực là cái này rất là nặng. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. Chào mừng các bạn quay trở lại channel mình nhé, tôi channel Wish. Và như các bạn thấy tóc mới. Ok, tôi là hôm nay mình quyết định là sẽ đi shopping. Hôm nay mình chọn ở một địa điểm đi shopping, đấy là một địa điểm rất là xịn sò ở Viteco, đấy là Watson. Và hôm nay mình sẽ tự cho mình một cái thử thách nho nhỏ, đấy là trong 30 phút đồng hồ là mình sẽ phải mua được tối thiểu 5 món ở Watson, về tóc, về môi, về mặt, đấy tức là phải có 3 option đấy. Và bây giờ thì hãy cùng mình mua hết Watson nhá, để xem là Watson ở Việt Nam xịn sò hơn hay ở nước ngoài xịn sò hơn. Mà thật ra là mình rất thích Watson. Ok, chiếc giỏ. Và lý do tại sao mà mình lại đến Watson là bởi vì Watson đang có chương trình sale hết tháng 6 cơ. Chính xác là từ ngày mấy thì mình cũng không nhớ nữa. Bác sẽ kiếm hỏi và các bạn đến đây các bạn sẽ thấy có rất nhiều chỗ buy one get one free này. Rồi đây là chương trình mid year sale up to 50% liền. Đấy là lý do tại sao mà mình không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội này mà đi shopping được. Từ từ tôi sẽ bấm giờ nha. Bấm giờ 30 phút. Mọi người nha, bấm giờ tôi sẽ để 30 phút này. À đâu, đếm giờ chứ. Ngu ngốc. Ok, 30 phút nha. Cầu. Tôi sẽ chỉ có 30 phút để shopping. Để túi. Đập vào mắt mình là ABO Juicy Bang. Mình không nghĩ là Watson lại có rất nhiều đồ Hàn. Cái này thì mình đã có nguyên một cái bảng tơ là to mấy chục màu rồi nên mình sẽ không mua cái này. Cái gì được bây giờ? Hãng này hơi lạ, chưa biết. Chỗ này sale nhiều lắm, quầy nào cũng sẽ sale 50% nhỉ. Một cái này 3 màu sale 455.000, sale còn 369.000. Thấy cũng đẹp này các bạn. Tiện để bỏ túi nhưng mà hơi mắc chút xíu. Hãng này thì mình chưa biết lắm, chắc là của Pháp à? Này xinh nè. Tester. Oh my Maxi Plus. Không có mùi luôn. Được ấy, hơi có lấp lánh chút. Xinh quá. Oh my Maxi Plus nên mua nhỉ? 325.000, hơi đắn đo một chút. Để đây đã, lát tính sau. Đấy, cái này hay. Nhưng mà cái style mà nhũ hết như thế này thì nó hơi dừ. Mình cảm tưởng nó giống như kiểu các bà, các mẹ mình hơn. Mình sẽ kiếm một cái gian hàng khác. Các bạn nghĩ sao về mặt nạ? Đúng rồi, tôi sẽ phải mua. Uầy, ở đây có rất nhiều mặt nạ Hàn Quốc này, đủ các loại này, có Medihill này. Mình không nghĩ là Watson Việt Nam có rất nhiều đồ Hàn. Từ, buy one get one free. Em sẽ mua vì anh, em sẽ mua 7 ngày. Mua 1 tặng 1, thứ 6 này. Và có giá là 25.000. Thứ 5, thứ 7. Có phải là nếu mà mình mua 7 cái mặt nạ này là mình sẽ được 7 cái mặt của Song Joong Ki không? Thứ 2. Mang chịu, đây rồi, thứ 3 đây rồi. Chủ nhật đây, nhưng mà 1 tuần 7 ngày. Mà tôi mua 3 cái, thế là tôi sẽ được tặng 3 cái. Thế còn 1 cái nữa là mua 4 cái đi, vì tóc đi cho đẹp cái. 2, 4, 6, 8, rồi. Thứ đầu tiên mua đấy là mặt nạ, vì trai đẹp nên mua. Mình đang rất hồ hởi nhưng mà vừa được nghe nói lại là cái chương trình mua tặng một đấy là ví dụ như là mình mua chủ nhật thì phải mình mua hai cái chủ nhật thì sẽ được tặng hai cái, tức là phải mua cùng loại chứ không phải là mua 2, 3, 4, 5, 6, 7 giống mình thì sẽ không được tặng. Mà không sao đi, không sao. Thế là ở đây sẽ có mặt nạ của Nhật và mặt nạ của Hàn Quốc còn rất là nhiều. Thôi không mua mặt nạ nữa, mình sẽ kiếm một cái gì về tóc tai. Có AHC này, đây tính chất dưỡng mi của AHC rất là nổi tiếng nên mình sẽ quất cái này. Và có một cái nữa là kem mắt ấy. Kem mắt thì lâu nay mình vẫn dùng kem mắt của AHC nên là nếu bạn nào có hỏi thì có thể đến đây. AHC đồ đây rất rẻ. Nhưng mà cái dọc này không sale, chỉ có sale lotion này. Lotion 1.6.000, sale còn 1.3.000. Và cái kem nền này nữa, sale còn 550.000. Thôi, có Clarice 1.2.000, sale 15%. Tôi băn khoăn quá. Nên mua không nhỉ? Nên mua tại vì cái serum của Clarice làm trắng nổi tiếng. Nên mua không ta? Cái này nè, 1.9.000 liền. Từ để đây đã, để đây đi. Ui, cái này xinh quá. Pink Pie Pure Beauty Essence à? It's for perfection Essence Tone Face. Uầy, đúng là cái đồ Hàn nhá. Nó rất là, nó dưỡng nhưng mà nó làm cho da mình rất là kiểu glow lên. Rất là, chắc chắn lại bị muốn mua rồi. Xịt thực chai này cũng xinh, đồ này của Nhật. Nhìn
muốn mua lotion này, chai này là toner, số 50%, còn có 200.000. Nên mua ông ta, sữa rửa mặt toner, lotion. Mình sẽ mua một cái essence là cái mình vừa thử, tại vì nhìn xinh, mà có giá là 212.000. Được, hợp túi tiền. Blue cream là cái gì? Blur cream, kem làm mờ, làm mịn. Cái này là cũng làm thu nhỏ. Tôi mua cả hai đi. Mua cả hai. Thuốc nhuộm tóc, thuốc nhuộm tóc. Các bạn đã xem video clip nhuộm tóc với cả L'Oreal Colorista rồi đúng không? Đây, đây là sản phẩm yêu thích của mình. Chai xịt nè, chai này là chai nhuộm. Còn mấy cái dòng ở dưới thì... Ê, ngày xưa mình rất hay dùng mấy cái kiểu dòng của Hàn Quốc này, màu lên đẹp cực. Và nó màu lên bám cũng rất là ổn, rất là lâu. Thuốc nhuộm dưỡng cái này giá bao tiền? Ôi, ở đây có 95.000 thôi. 127.000 giá gốc và 95.000 đây là sale. Rẻ dã man luôn, thề luôn. Tại vì mình mua mình nhớ toàn khoảng 200.000, gần 200.000 ấy. Ai mà thích nhuộm tóc thì đến đây mua cái này rất dễ tự nhuộm. Chỉ cần pha mấy cái chai xong bôi 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 lên tóc dễ lắm, dễ lắm. Còn nếu bạn nào mà kiểu như là không biết nhuộm ấy, các bạn có thể mua cái dạng bóp 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 tan ra bọt không, chỉ vò lên đầu, đặc biệt là với tóc ngắn thì siêu dễ luôn. Dạo gần đây tôi nói các bạn rất nhiều chuyện tôi uống thuốc bổ, tôi uống vitamin C đúng không? Nhưng mà tôi nhìn thấy đống collagen này mà tôi đã cảm thấy trái tim phập phồng. Biết tại sao không? Tại vì các bạn biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Nếu mà chưa biết thì fan comment phía dưới hộ cái. Bạn nào biết tuổi rồi comment hộ cái. Tại vì kiểu bị upset với cái kiểu là sợ bị già, sợ bị lão hóa. Và ở đây collagen thì 2.999.000, gọi là 3.000.000 nha. Sale xuống còn 2.691.000, cho là 2.700.000 đi. Thì đó rất là rẻ. Mà lúc đầu mình tưởng là hộp nhỏ nhá, nhưng mà thật ra đây hộp bự dã man. Này, 30 ngày supply luôn á. Ôi hộp bự dã man. Và cái collagen này hình như là kiểu dạng nước uống này hay là viên nhở? Cho tao muốn mua. Nhưng mà mắc quá. Phải về xin tiền mẹ mua. Hoặc xin tiền người yêu. Mà không có người yêu. Có một cái nhỏ nhỏ này này. Thì là 290.000. Thì mình nghĩ là mình sẽ mua thử. Cái này toàn là đồ của Nhật. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống cho đẹp da. Thế nào uống giảm cân không? Detox cơ thể không? Mua một cái trắng da đi, 375.000. Một cái này có một chai thôi. Và một chai này mua lẻ là 290. Một chai mà cứ một cái này làm đâu có thể đựng được 30 chai. Chắc là một chai phải uống được mấy ngày nhỉ? Xem nào. Công dụng hỗ trợ đàn hồi làn da, giúp làm sáng da, làm các vết nhăn, vết nám. Mỗi chai một lần, mỗi ngày một chai trong liên tục 6 ngày mới có hiệu quả. Từ từ suy nghĩ. Cái này ấy, là em thấy một cái hộp này ghi là 30 supply thì là 30 ngày đúng không? 30 ngày mà có 16 chai thì uống được gì ạ? Dạ, 30 ngày mà 16 chai thì mình có thể là mình xen kẽ với nhau mình uống. Là tầm từng một tuần mình sẽ mình uống tầm tới 2 đến 3 chai. À, tức là không phải ngày nào uống mà mình uống theo đợt đúng không? Dạ. Tại vì cái hộp nhỏ này em thấy ghi là phải uống liên tục trong 6 ngày. Dạ. Mỗi ngày một chai, kiểu như dạ. Chắc uống 6 ngày xong nghỉ. Còn tùy theo mà cơ địa của mỗi người đó chị. Ví dụ như mình sẽ 1 tháng đầu hoặc là 2 tháng đầu, 3 tháng đầu thì mình có thể là muốn liên tiếp với nhau như vậy có thể được. Mà sau đó thì cái cơ địa của mình nó quen thuộc với nhau với cái chất này rồi đó, thì mình có thể là mình uống cách 1 tuần 2 chai, 3 chai mình cắt giãn ra. Nói chung là mình có thể là mình muốn duy trì nữa, sau là duy trì mãi như vậy. Là nó sẽ có cái hiệu quả rõ rệt luôn. Nhưng mà lúc đầu thì mình nên uống là bao nhiêu ngày ấy? Người em chưa bao giờ uống collagen luôn. Nếu mà da mà mình khỏe và cơ địa mình khỏe, uống tầm 1 tháng và kèm theo một số rau củ khỏe cho cơ địa với và cho da mình nữa là mình sẽ ok. Rồi, cảm ơn anh nhá. Này. Hay da. Ê, cái này rẻ hơn đấy. Tối thượng sử dụng người trên 30 tuổi. Tôi có này lại. Cái này là collagen men. Cái này là cho con trai à? Sao của con trai lại rẻ hơn? Đây các bạn trai uống vào nó đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Nó không cần phải trang điểm mất công như con gái nữa đây. Ai mà đang chưa có bồ hoặc là chưa có người yêu mà hỏi tại sao mình xấu, hãy đầu tư cho một nhan sắc về tương lai. Còn nếu mà ai vẫn chưa có người yêu nữa thì hãy xem lại clip crush của chị Hương Wish. Ok. Thôi, mình sẽ mua cái này. Trời má ơi, bao nhiêu phút rồi? Từ. Nãy giờ đứng đây nói tò mò vào đó đã mất 15 phút rồi. Và mình đã mua được 1 2. Cái này cùng brand có được tính không? Mua 2 rồi. Mặt nạ rồi. À đúng rồi. Một hộp collagen này với ôi, cái này nhá, ức chế tiết nhờn, xe lỏ lẫn chân lông. Được, mình sẽ uống và các bạn đợi sau khoảng 1 tháng gì đấy nữa để xem cái đống này nó kết quả như nào. 2 cho cái này, 2 cái này là 1 là 3 là 4 là 5. Ui, tội quá giỏi. Gì chứ, cái chuyện đi mua sắm thì mình quá giỏi. Cho nên bây giờ mình đã thừa thời gian hoàn thành cái thử thách này nhanh hơn cả sự mong đợi của mình, nên là đi xem dạo một vòng nữa xem tốn tiền cỡ nào nhá.
Sự thực là cái này rất là nặng, giống như tập tạ vậy. Mình đã quyết định mua full cái này và rất là nhiều thứ. Lúc nãy thì lúc nãy xong rồi, lúc thanh toán thì có hỏi mình là có thẻ thành viên không. Thì mình được biết là chỉ cần download app trên điện thoại các bạn, cả iOS, Android đều có. Các bạn sẽ đăng ký thành viên, làm thẻ thành viên sẽ được mua nhiều thứ đến tận 15% liền ấy. Những bạn nào mà không ở Sài Gòn ấy, nếu mà không đến được Vitexpo, không đến được Watson ấy, thì các bạn cũng đừng có khóc, tại vì các bạn ở nhà. Ủa, chuyện nặng quá. Các bạn đừng buồn, các bạn ở nhà, các bạn có thể lên website là watson.vn hoặc là tải ngay trên app để mua sắm và vẫn sẽ được giảm giá y hệt như các bạn ra cửa hàng, nhưng mà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu luôn. Và thậm chí có nhiều cái lại còn giảm giá hay hơn nữa. Có một cái là các bạn đương nhiên là xem video của Hương Wish thì lúc nào cũng sẽ có giảm giá hơn tất cả những bạn khác, đúng không? Đấy là sẽ có code Hương Wish. Và các bạn biết code này trị giá bao nhiêu không? 10% cho tất cả các sản phẩm của Watson. Và có một cái hay nữa này, code không giới hạn, cũng như là không phải là min là cái đơn hàng các bạn giao tiền cả, các bạn được auto trừ mua tất cả một cái gì cũng được trừ 10%. Nói chung là rất hạnh phúc. Và bây giờ tớ sẽ mang cái đống này về và hy vọng là sẽ nhau có những clip review những cái đồ này. Và đừng quên nhấn like subscribe channel của tớ, có cũng chưa phải nhấn vào, cũng như là mỗi ngày đều có video mới lên fanpage và cả Instagram nhé. Bye bye.